Tôi thấy con nó tôi bấm lòng không đâu. Hai đứa đi học mà. Hai đứa con em học như quê. Nó điện đi mâm nó gặp cái tội nghiệp đó lắm. Không có đi học rồi nó nghỉ học luôn. Hai đứa nó đi mâm điện cóc nó bẻ, con bẻ cũng chết. Giờ em thương em lúc mình đi về đi em. Nhà cộng đồng mạng giết giết chú. Đúng rồi, không có nói chuyện cô gái với em. Chị kêu nhỏ gái tôi đi về đi. Dạ, đội hiệp sĩ em với Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều các anh các em trai ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm vợ. Hôm nay tiếp tục những câu chuyện tiếp theo. Đặc biệt hôm nay câu chuyện hôm nay thì phải nói là rất thương. Hôm nay là một người mẹ vợ và một người chồng, gọi là mẹ vợ con rể, đến đây tìm con gái cũng như em trai này hôm nay về đây tìm vợ của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Còn con xin phép chào cô nhé. Dạ, cô có thể cô giới thiệu cô họ tên đầy đủ là gì? Tôi tên Lan. Cô Lan ha? Dạ. Mình quê quán ở đâu cô? An Giang. Cô ai? Quê An Giang ha? Dạ. Cô nhiêu tuổi vậy cô? 61 tuổi. 61 tuổi nha. Cô hôm nay cùng với con rể của mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Chức đăng tin tìm vợ và tìm con gái đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rồi, con là xíu nữa con sẽ trò chuyện với cô nhé. Dạ. Rồi, chào An Giang. Dạ. Em có thể giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em tên Nguyễn Văn Bé. Vẫn là bé ha. Em 36 tuổi tôi hình. Em cầm tấm hình cao lên chút em. Dạ. Ừ. Em Nguyễn là bé. Dạ. Em sinh năm mấy? Dạ, sinh năm 1988. 88 tuổi Thiền ha. Dạ. Em nguyên quán ở đâu em? Dạ, em quê Trà Vinh, hiện tại em đang sống ở Sài Gòn. Em quê Trà Vinh nha. Dạ. Rồi, hôm nay em về đây cùng với người mẹ vợ của mình. Dạ. Đúng không ạ? Má vợ ha. Dạ. Mời đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ ha. Dạ dạ. Ừ. Em có thể em chia sẻ rõ là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em tên vợ em tên Nguyễn Thị Nga. Vợ Nguyễn Thị Nga là một sinh năm 1993. Vợ 1993. Dạ. 8893. Đúng không? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không em? Dạ có. Có hai đứa con. Đăng ký lâu chưa? Dạ còn lâu anh. Năm mấy? Dạ cũng có mười mấy năm. Mười mấy năm. Trước là mình có yêu không hay là làm mai làm mối? Dạ yêu anh. Yêu, yêu trong mới cưới hả? Dạ. Làm đám cưới lớn không? Dạ không, cũng bình thường. Bình thường ha. Dạ. Em thấy cái tình cảm của vợ em dành cho em trong thời gian qua sao? Dạ em thấy, tại vì em thấy hoàn cảnh của vợ em nó đối xử với em rất là tốt, rất là thương em luôn. Tại chắc em suy nghĩ là do cái mâu thuẫn của vợ chồng, vợ em nó chắc vợ em nó giận hờn em, vợ em nó bỏ đi thôi. Nhưng mà em cầu cho vợ em lần này, nếu mà vợ em có về á thì em nhất định em sửa sai, em nói chuyện với vợ ngọt ngào đàng hoàng, em không có nói chuyện khô khan nữa. Cho anh hỏi thế này nhé, em từ xưa nhớ hai vợ chồng mình sống với nhau là đánh nhau không? Dạ, nhầm lúc cũng có cự, nhầm lúc mà nói chung cũng cự ít lắm anh. Lâu lâu khoảng chừng 5 tháng mới cự, tới 3 tiếng lại à. Rồi em hai chồng em nói chuyện là trong vòng 5 phút là nguội liền à. Mà sao bây giờ trong cả khoảng chừng 2-3 tháng nay á, là vợ em cũng nói chuyện với em hơi lớn tiếng. Dạ, cũng xảy ra ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, em cũng lớn tiếng lại. Rồi bây giờ em nói chung ra, em nhờ ban hiệp sĩ và cộng đồng mạng, giờ em hứa nếu mà vợ em có về thì anh em sẽ không có hỏi tới luôn gì hết, em sẽ nói chuyện với ngọt ngào, chia sẻ với vợ và về sống với hai đứa con, bỏ hai đứa nhỏ dưới quê, hai chồng lo đi ăn học mà giờ không có tiền, gửi về bây giờ hai chồng cố gắng làm đi, về hạnh phúc cho con đi, thôi em đi về đi, anh nhận lời xin lỗi em rồi, em bỏ qua tất cả cho anh đi. Cho anh hỏi này, con em hai đứa có được trai cái? Dạ, hai đứa gái không anh? Hai gái ha. Con em mấy tuổi và mấy tuổi em? Dạ 13 với 9 tuổi. 13 với 9 tuổi. Hiện nay còn học không? Dạ học. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 7 với 4. Hiện nay con em đang sống với ai? Dạ sống trong bà nội. Ở quê hay ở thành phố? Dạ quê. Quê ha. Hai vợ chồng đi làm với tiền để gửi về nhà cho dạ, con ha. Nhưng mà vợ em đi rồi em đâu có làm đâu, tiền gửi về quê đâu anh. Em cầu mong cho vợ em về đi rồi hai vợ chồng cố gắng làm, gửi tiền cho con đi ăn học, tội nghiệp con lắm. Nhưng mà em đi rồi là con không có đi học, con dốt em. Em về em có thương anh, thương con, em đi về đi em ơi. Anh nhớ em nhiều lắm. Cái cảm giác của anh bây giờ em đâu có biết đâu. Nó đau đớn, đau hơi chết. Anh sống bây giờ, nếu mà cuộc đời anh không có em, anh sống không có nổi đi em. Lúc trước em nói với anh là anh đi tối ngày đi khóc, em yếu, anh yếu đuối. Mà bây giờ thật sự là anh lên đây là nhà hiệp sĩ Bình Dương với cộng đồng mạng chia sẻ giùm. Cả trong ngoài nước là người ta biết hết. Là anh khóc lên đây là anh khóc thật lòng vì em đó. Anh yêu em nhiều lắm, anh minh lên cả nước đi cho trong ngoài nhà nước biết hết đó. Là anh biết, em biết anh thương anh thương em cỡ nào rồi em.
Thôi em về đi em ơi. Lần này nữa anh sẽ nói chuyện ngọt ngào với em nữa. Anh chia sẻ. Và anh sẽ cố gắng lo làm ăn để về lo hạnh phúc cho con em ơi. Em đâu có biết cái cảm giác anh lúc này đâu. Anh suy nghĩ kỹ rồi sống một cảm giác mà không có em á. Là anh cũng như là chết dần dần chết mòn vậy. Anh đau đớn lắm. Anh đâu có ăn uống gì hết trơn. Em có nghe được cái con clip này á. Em đi về đi em ơi. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh thương em ấy còn hơn cả bản thân của anh đó. Em đi bao nhiêu ngày là anh nhịn đói bao nhiêu ngày đó. Anh thương em là thật lòng đó em ơi, em đi về đi. Anh lên trên đây là cả nước người ta biết hết anh rồi đó. Là anh biết em, anh thật lòng yêu em tới cỡ nào em. Thôi bây giờ lỗi anh có lỗi với em, nói chuyện hơi khô khan với em. Thôi bây giờ em bỏ qua cho anh đi. Em về gì, sống với con đi em. Với anh nếu mà còn thương anh với con em đi về đi em ơi. Anh nhớ em nhiều lắm. Cho anh hỏi này. Cô vợ em á, đi giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Dạ, hồi lúc đi là 8 tây mà 14 ngày, 14 tây về. Rồi 23 tây, lúc 23 tây 11 giờ á. Là đi cách nay là 2 ngày nha anh. Lần đầu tiên là đi 6 ngày. Dạ, lần đầu tiên là đi 6 ngày. Lần thứ hai là đi. Lần đầu tiên là vì em thương vợ của đi. Nếu em nói em suy nghĩ trong bụng lắm. Nếu mà sống không có vợ em là em chết. Lúc đó em cũng có. Em suy nghĩ là không có vợ em cũng không sống đâu. Em lúc đó em uống thuốc tự giận. Trời đất ơi. Em chuyển viện như giống á. Ô, vợ em mới vô. Vậy uống thuốc rồi. Dạ. Em uống thuốc gì rồi? Dạ, uống thuốc ngủ. Ôi trời. Chị rồi nó mới về nó rồi em đang làm cho mình em uống nhiều viên rồi. Dạ có 2 vỉ anh. Có mới có 2 vỉ thôi. Dạ. Mà chưa đi hả? Dạ. Ôi sao lại dạy vậy em? Em ơi không phải anh khóc gì nước mắt vợ giống. Vậy sao vợ biết mà vợ về em? Dạ lúc đó vợ em đi á là có điện thoại mà bây giờ là điện thoại không có xài nữa. Giờ em đi là không có được. Lần trước em trước khi em uống là gọi cho vợ đúng không? Dạ em không gọi cho vợ. Tại vì vợ em có nói một câu á. Tao với mày là hết gì hết nợ rồi. Tao lo mà mày đừng có tìm tao nữa. Gọi tiếng nhà về lo ma đúng không? Lúc đó em cảm giác của em là hết biết gì rồi. Là em mới đi em về nó cũng thương em nhiều lắm. Đút cháo rồi cho nó ăn. Nói chung bây giờ em thương em nhiều lắm. Về nó thương. Tại vì lo như do là em về cằn nhằn mấy bữa đó, xuống rồi nó giận lấy chứ phải tự nhiên đi đâu. Thằng mày nó thương quá rồi nó vậy. Ngày nào về nó cũng về cũng nhăn 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 vậy đó. Người nhỏ này cái tánh nó không chịu. Em cho anh hỏi này. Dạ. Vợ em đi đến giờ phút này là bao nhiêu lần rồi? Dạ lúc trước đi nó cũng cái tầm 6-7 lần nên lúc trước là chỉ là mâu chỉ là cái cuộc sống trong gia đình thôi. Người lồng thông vợ bỏ đi dạ, chiếu nó về chiều về. Lúc trước đi là chiều về. Rồi đi cho đỡ nó giận thôi. Dạ, giận dạ, chiều về. Nhưng mà lần vừa rồi là đi 8 ngày à 6 ngày. Dạ. Đi 6 ngày những ngày qua là vợ em sống ở đâu em về em có hỏi không? Dạ vợ em nói là vợ em là đi làm công trình ở Bình Dương á. Công trình gì? Mà nói với bà vợ em á là đi bán quán cà phê. Ồ, dạ. Vậy hai công trình khác nhau. Dạ. Vậy là không có thật. Bởi vì nó sợ thằng này thì nó ban đầu cũng nói em đi là bán quán cà phê, em nói em không có tin tại vì em nghe cái tiếng động là từ cái công trình. Chắc nói em đi bán em đi làm công trình nha, cái đó là công trình luôn. Mà nói với em ban đầu thì nó bán quán cà phê mà nói với bà vợ em cũng bán quán cà phê luôn. Em mới hỏi đâu nó là ở Bình Dương. Bây giờ hai thông tin em tin thông tin nào và liệu hai thông tin đấy có thật hay không? Dạ hai thông tin nó có thể có một cái thông tin thật. Theo anh nghĩ nó làm hồ á, nó phụ hồ, nó phụ hồ giỏi lắm, nó màng hồ đẹp. Còn nghĩ không phụ hồ được coi. Yeah. Còn nghĩ cả hai thông tin đều không có thông tin nào hết. Yeah. Là cũng như không có làm nhé. Chẳng có làm. Là nó dặn thì nó đi vậy thôi, nó đúng á. Chứ nó làm đâu có nổi, nó dặn nó làm cũng không nổi đâu. Tư tưởng không thông, Bắc Bình Tông cũng nổi, hơi đâu mà xích hổ. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nó hơi đâu đi phục vụ cà phê, đâu được cười tuét tuét được. Đúng rồi, cái chuyện nó nói thì mình đâu, mình nghe vậy thôi chứ không có đâu. Hiện nay là em có hai người con rồi, con dạ. Trung ha. Dạ. Em trước đây đã từng có vợ chưa? Dạ chưa. Còn vợ đã từng có chồng chưa? Dạ chưa. Mình chồng đến với nhau là bằng tình yêu ha? Dạ, bằng tình yêu. Bằng tình yêu đến giờ phút này thì trong những ngày qua thì em nói thật thì em đánh vợ mấy lần rồi? Chẳng bánh một cái bắt tay, có bánh. Có ngay cái ngày lần đầu tiên đi là em không có đánh với chân, em có nói chuyện với chợ là nói chuyện hơi, nó khó nghe xíu thôi. Ừ. Nói chuyện trong mùa qua lại dẫn như trong nó hơi khô khan xíu đó.
rồi lần thứ hai này á, mày đừng có đánh á, lần thứ hai là cả. Hai vợ chồng có cự cự cả cái là tại sao vợ bỏ đi đánh đo dạ không quấn qua quấn lại vợ em cũng quấn em nữa vợ em quấn đạn luôn vợ quấn luôn em lúc đó lúc đó em cũng cầm tay lên đầu em cũng chịu cho vợ chịu cái thằng này nè mấy thằng sợ quấn vợ anh đó vợ em mới chị hai của nó đây chúng ta chấp xe chấp xe chấp xe chấp bỏ đi nữa em mới thấy vậy em mới chịu cho vợ em quấn em luôn cái này thôi em ơi em bây giờ này anh trước mắt là anh chưa dám chắc là các anh em hiệp sĩ Bình Dương có tìm được vợ cho em hay không. Dạ. Nha, nghe rõ nha. Dạ. Nhưng anh tư vấn em một câu này em hãy ghi nhớ. Nha. Vợ em dù bỏ đi, dù còn yêu em hay không, hay yêu người khác. Và vợ em với em còn duyên hay không. Dạ. Là tùy duyên hai người. Dạ mà là em. Nhưng đến em tuyệt đó. Đối không được tự mình hại mình. Đó, thì ăn đầy đủ cái thứ nhất, cái thứ hai nếu em uống thuốc vừa rồi may là em chưa xanh cỏ còn rồi. Lẽ ra hôm nay là em chỉ còn mỗi xương thôi mày nhờ tôi rồi đi chở bệnh viện thôi chết rồi thì chính bản thân hai đứa con của em đó là một gánh nặng cho xã hội và cho gia đình khổ nhá em làm như vậy là em hại con em chứ em không thương nếu em uống thuốc như vậy là em chính bản thân em hại hai đứa con của em chứ không phải em thương là chuẩn bộ rồi bởi sao em không dám đối diện với sự thật vợ em dù rằng có bỏ đi theo ai đi chăng nữa hoặc theo người đàn ông khác nhưng em thực sự phải bản lĩnh cái thứ nhất là phải giữ vững lập trường ăn uống đầy đủ công việc ổn định để mục đích chính là nuôi hai người con mình trưởng thành còn sau này ấy, nếu vợ em không quay trở về em có thể đi với người phụ nữ khác hoặc có thể sống với người hoặc lấy người phụ nữ khác bình thường nha còn mình không làm sao phải khổ như vậy dạ, nhưng em ở trong lòng em biết là chỉ có mình anh vợ em thôi chỉ em có một mình vợ anh qua thêm một bước nữa anh nhắc lại em không muốn một bước nhưng vợ em có thể muốn nhiều chồng dạ, đó là cái suy nghĩ từng người chuyện là chuyện của vợ của em đó của em đối với riêng biệt của em là em chỉ thương một mình vợ em thôi nếu chục cuộc đời không có vợ em cũng không anh sống biết, được đâu anh biết là một người đàn ông mà phụ tình rất khổ em thấy không anh Long trên đây là nhà hiệp sĩ Bình Dương với là trong ngoài cả nước trong ngoài cả nước là biết mà dạ, anh là làm khóc cho nên là khóc gì sốc tất cả trên cộng đồng mạng luôn làm là anh biết anh thương em cỡ nào em anh biết mà, em hiện nay em rất thương vợ nhưng anh nhắc lại một lần nữa nếu vợ em không thương em nữa mà vợ em thực sự trong những ngày qua đi sống với người phụ nữ khác à sống người đàn ông khác thì em còn thương còn tìm đâu dạ nếu thực sự em bây giờ em chỉ thôi em chỉ suy nghĩ là vợ em chỉ là đi đâu đó giận hờn em thôi chứ vợ em không có đi đâu hết em còn em trong lòng em giờ nghĩ là vợ em vẫn còn thương em bây giờ em anh cầu mong em thôi đi về với anh đi vì hai đứa con của mình đi kiểu nó nghỉ nó dặn thời gian đi gì thôi chứ có gì hết chị nghĩ nó gì giờ vẫn thương dữ ha không tiền ba con đi học mà nghỉ không gài tính ra thì cả tháng trời Hồi trời, anh nghe lời clip này á, thôi em ơi, bây giờ cho anh xin lỗi em đi. Anh hứa sẽ không có nói chuyện với em mà khôn ăn nữa. Về hai vợ chồng mình lo làm ăn đi, vì hai đứa con đi anh. Hứa với em là lần này cho anh, em cho anh một cơ hội đi. Lần này lên là biết rồi đó, các nước thời gian hết rồi đó. Anh lên mạng rồi, anh cộng đồng mạng là em biết đó. Đăng này là chắc chắn nhiều người biết nè. Dạ. Dạ. Nhiều người biết. Bởi vì tôi mới đi với nó giờ tính không đi đó chú mà như con rể mình thương rể thương cháu là phải. Bây giờ con hỏi cô này ha. Dạ. Dạ. Làm phiền cô xíu ha. Dạ. Hôm nay cô mấy con rể cô lên đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ. để tìm con gái đi ha. Dạ. Và cho con rể có cơ hội được tìm vợ. Dạ. Cho con hỏi này trong những ngày qua thời gian trước con rể cô với con gái cô thấy là cái cuộc sống theo cô là người phụ nữ là người mẹ cô cảm nhận được. Cái tâm tư nguyện vọng người con gái cô có dành tình cảm nhiều cho con rể không? Không, nó cũng thương dữ lắm á chứ nó mặn gì thằng này đó. Không, nói chung là vợ làm nó đi làm nữa đó. Thương em lắm, lúc mà em mà thất nghiệp á vợ mua đồ ăn sáng về làm cho em ăn sẵn mà em nói cũng làm cũng đi làm á, làm nó nuôi ngược lại con với chồng á. Vợ em thương em nhiều lắm. Cái nào do ảnh hưởng vợ em suy nghĩ chắc. Nhưng mà sao giờ vợ lại tự nhiên mà bỏ đi như này? Đi làm tháng mấy là mặn nuôi chồng lại đó. Chắc đó là do lỗi của em nói chuyện với vợ em mà hơi cọc quá trời, khô khan nữa. Chuyện ra nạt nậu, cái nhỏ này giờ em cho anh một cơ hội đi em ơi, giờ em đi về đi. Người đàn ông mà nói chuyện mà cục cằn quá. Đúng rồi. Mà khi người phụ nữ gặp người đàn ông khác người ta chuyện ngọt ngào, là sẵn sàng là người đó bỏ chồng đi. Bởi vì sao? Người đàn ông thường nói chuyện cọc cằn là gì? Vì lý do là biết rõ đây là vợ mình.
Dạ. Không bao giờ phải vợ người khác nữa rồi. Dạ. Vì vậy cho nên người vợ mình ít khi, hiếm khi bỏ dạ. mình. Nhưng người đàn ông khác gặp vợ em nó sẵn sàng là dụ vợ em dạ. bằng mọi cách, có thể là ngọt nhất, thả thính, dạ. hiểu không? Dạ. Rót những từ ngọt nhất dạ. để hy vọng là sẽ thành của người ta, dạ. đúng không? Từ cái chỗ đó em bây giờ mới kinh nghiệm nó mới hối hận. Bây giờ đó, bây giờ anh suy nghĩ rất là kỹ rồi, cuộc sống này không có thiếu, không có em là anh sống không bao giờ nổi luôn em. Chỉ ngồi đi sáu ngày không ăn cơm được. Không còn cơm nữa. Không còn nước, không uống tự dặn. Đây không lo là chết rồi, rồi giờ không lo là chết rồi. Sốc em là em nín thở rồi. Hôm bữa là mua nín thở luôn nè. Dạ, nín thở rồi em mới giật dây em trốn. Hôm bữa là mắt là giật chưa? Dạ, bồng xanh bồng lên. Mắt là trắng là xong rồi. 6 ngày rồi, đi 6 ngày là cả tuần rồi á. Cái em mới mất cái cọng dây mà bó tay bó chân nó nín thở em đâu được đâu. Cái em trốn ra ngoài, em trốn ra ngoài kêu cho em trở về đi qua bên chỗ khác á. Cứu vô viện mới cứu em được. Dạ, tôi mới kêu thôi đi bên cầu lỗ đi, là ông này chạy đi rồi. Bây giờ anh này nè, dù rằng vợ về hay không về, em nhé. Dạ. Mình phải bản lĩnh nha, không nên uống thuốc, uống men mà không nên cầu sông, nhà lầu xe hơi đó, nhá. Dạ. Hiểu ý chưa? Mình phải giữ bình tĩnh. Giữ mình, nhá. Bởi vì các con em hiện nay đang cần em. Bởi sao ba mẹ vợ, ba mẹ vợ cũng như ba mẹ ruột, nhá. Sau này cũng tuổi già, cũng ra đi. Chứ đâu có sống gần hoài đâu. Không ai có thể nuôi con em được đến mãi được. Mà con em hiện nay tuổi đời rất nhỏ, đang cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Nhưng mẹ là vợ của em hiện nay không thương nữa, hoặc không quay trở về nữa. Thì em là một người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Có thể em vừa phải kiếm tiền, vừa phải trông con, vừa phải nuôi con. Con này đều vợ đi mà nó ngày khóc không. Chứ vợ đi khóc em mà khóc là con em chết luôn. Lễ mình ngủ không được, nó sáng đêm nó ngồi khóc mình cũng thức theo luôn. Nhá. Không có sống được chứ. Nếu không là con em sẽ chết đói. Nha. Rồi mấy đứa nhỏ cũng khóc luôn. Đó, nó lên tới trên này nó khóc luôn. Trời ơi. Rồi uống thuốc trên này rồi bắt đầu bỏ học luôn. Được cái clip này á, thì em đi về em ơi. Sao lại khổ cái cuộc sống của này. Hai đứa gái nữa mới khổ. Bây giờ là có nghĩa là theo em ấy, là em nghĩ là vì lý do em nói chuyện cọc cặt. Đúng rồi. Vợ nó bỏ đi. Dạ. Chứ em thương vợ. Nếu mà lần này là phải sửa tánh đổi cho nó ở lại. Rồi nếu một căn nữa là tôi bỏ luôn, tôi chịu tánh đổi cho nó. Quá trời. Nghe được cái clip này đi về em ơi, em biết trong lòng anh bây giờ sống cũng như là con chết rồi, đau đớn nó chết rồi, chất mòn anh ăn không được mà anh ngủ không được, chỉ vì em nhớ con em lắm, xe tự yếu như lắm gán hậu. Anh rất là thương em, yêu em nhiều lắm em ơi, em đi về đi em ơi, vì con nó với nó là tôi sống vì con cái lo con học đi em ơi, già rồi lớn tuổi có ăn đâu, cũng phụ hồ đó, ổng làm chân nước không xa. Anh thương bây em giờ đâu làm nổi ra đâu. Em cho anh một cơ hội đi em, bây giờ với anh đi. Nói chung là bất kể một ai nữa, người đàn ông hay người phụ nữ mà phụ tình là khổ. À. Phụ tình mà thiếu kiểm soát là khổ. Không, nếu mà mình á, là tôi nói với chú là về phải ngọt ngào vợ. Đừng có về kiếm chuyện nữa là không về nữa đi. Ngọt thì nói thật với cô này, mình nói chuyện vậy thôi. Có thể là sửa xíu nào sửa, nên ngọt thì khó, bởi vì bản nó tính. Về nó cho bây giờ 2-3 ngày cũng được, về 9 ngày, đủ 9 ngày sao chịu nổi. Yeah. Người dặn, người quánh nữa rồi sao chịu nổi, thì bắt buộc nó phải đi. Nó đi rồi nó khóc, nó kêu mẹ ơi, vợ con đi nữa, sao chịu nổi. Anh suy nghĩ đấy, chứ rồi dặn rồi, con ơi, đi về thôi, con ngọt chịu sống nó đi. Không có em là anh sống không được, em đi về em ơi. Chứ phải tôi có bỏ đâu, con trời, kể là bỏ đứa nào đó. Mà nó ngay, nó quánh con bạc tay, về, có chị á. Chị nó theo bảo vệ đâu có quánh gì nhiều, không nào kia thì chặt không lại. Sống luôn á. Quá thương mà. Khổ quá trời khổ. Mình nó thương nó nói, tôi nói thôi bây giờ mẹ mới kiếm cậu khác đi. Đấy, mẹ không có nói gì đâu. Bây giờ mẹ vợ đồng ý cho em lấy vợ khác nè. Nó không chịu, nó không, không có vợ, con sống không nổi. Đấy, mẹ vợ lên tiếng rồi. Lúc mà vợ em đi về lần đầu em còn nói vợ em á, thôi em ơi. Cuộc sống này không có em là anh sống không được, bây giờ nếu mà tiền tỷ anh đổi anh chỉ đổi em chứ anh không có trộn gì tiền nữa. Một tỷ là lấy nhiều vợ em ơi. Tiền anh không cần, nó anh chỉ cần nó với anh thôi à. Nó không giờ tiền lớn em không biết sống còn tiền còn được. Sống vợ không cái vợ mắc là không chịu. Bây giờ cần bao nhiêu tiền cũng được chứ cái tình cảm của mình sống bây giờ anh đưa cho em 5 tỷ em có đổi vợ không? Dạ không. Nó không có chịu, bao nhiêu bà già ngủ có chứ thôi con ơi. Bây giờ Nga đi vậy thôi mấy con kiếm được hả? Không, con Nga đi, còn nếu mà không ấy là con chết, dằn thịt mòn con chết luôn. Trời đất ơi. Nó nói cái gì rồi sao? Làm sao mà tự nhiên hành hạ bản thân mình bắt em? Không, không. Đó. Thì nào đó, vợ nó đi, nó lên nói anh ấy là khóc, là yếu đuối.
là không giả dối. Nay em lên trên cộng đồng mạng với nhà thì đó, giờ lần này nữa đó là biết lần cuối đó, rất là biết em hết, biết tao, em hết tao đi với con cộng đồng mạng này nó, nếu mà sao nữa là tự mày có vợ là bỏ đi, nếu mà nó chưa mày gì vậy con nói là cái không có bỏ. Tôi còn khóc cái nó nữa, tôi nói con gái hai đứa đó khóc cái này. Giờ này nhé, nếu như anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin vợ em lên, mà nếu vợ em liên hệ lại cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là vợ em có tình cảm với người đàn ông khác rồi, yêu rồi, say rồi, mà vợ em không về nữa, em sẽ nghĩ sao? Là cái ý chúng nó vậy á. Mà trường hợp như vậy là em cũng tha thứ vợ em về, em không, không tha thì không có gì để tha cả. Bởi vì sao? Vợ em gọi điện lại cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là vợ em yêu người khác rồi và không về đó, nhắn dùm nhá, nhắn dùm anh ấy nuôi dáng nuôi con dùm đi. Dạ, nếu mà nói cái câu đó là em bỏ tay luôn chứ sao vậy, càng đau mà càng đau thêm nữa, chắc em sống không nổi luôn á. Không nổi thì cũng phải lỗi thôi em, mình không thể bỏ con mình được. Bởi vì nãy anh nói em, anh hỏi em á là chuyện xấu chuyện tốt cũng nói như nào, nếu mà tốt thì nói, xấu thì nên nói. Đau lòng thêm nữa, đau lòng mình dám dám chịu em nha. Thuốc đắng dã tật mà sự thật thì khó nghe, hiểu anh chưa? Nếu ác ba ác báo đến nó làm gì, sao này quá áo nó lạnh nó mang đó. Nếu bây giờ biết sao được cô? Không, con không theo như tôi nghĩ gì, con gái này là con bỏ là vợ của con á, nó dặn thời gian nó có về, con là đi làm thôi là chứ về. Con không có nghĩ dặn cái tính mạng này nó chuyện không ngọt, con biết vợ con ra là đổi mắt mẹ con mà. Mày những chuyện mà những chuyện phụ nữ là không được. Cái chữ thề mắt mẹ con nhỏ nhỏ kia thì nó không chịu. Không chữ thề nha. Ờ, chữ thề đụng mắt mẹ con nhỏ kia thì cái tánh nó nhạt. Ủa, chữ thề đâu được. Nó thịt nóng nó tánh nữa. Cái thứ nhất là em chữ thề. Đứa nào gần tôi chen nó thấy ừ không, ở gần. Cái tiếng chữ thề không có, rồi chỉ nói là khô khan có thôi, chứ nói tuyệt chuyện đụng mắt mẹ là không có nói. Chỉ là khô khan với nhau thôi. Không được, phải ngọt nhau. Nói là từ sẵn lại. Ngọt như bát bún riêu nha. Cái là chú nó phai phiên, nó chị ngọt kiệu, không có chữ thề đụng mắt đụng mẹ. Vợ em mà gặp anh Thả thì đúng chị hai hôm là dính bả luôn. Bởi vợ em thích ngọt. Mà anh dụ con gái thì tốt lắm. Anh dụ chỉ đúng một bữa một là dính luôn nè, dính bả luôn nè. Dính như keo dính chuột luôn nè. Ký là chú Huyên vậy thôi. Nha. Chứ bỏ phải tính này con phải bỏ được. Phải thay đổi tính vậy. Nếu bây giờ này. Em muốn mà gọi em về thì phải nó phải chửi rồi. Dĩ nhiên rồi ai cũng vậy á. Nha. Em muốn gọi em về thì em phải chửi là không được, cũng phải chửi, dặn mới chửi. Sửa không? Dạ, hứa không? Nếu vợ về dám cạo đầu không? Dạ dám. Không, đừng có vậy à. Cạo đầu đi. Con cạo con dám. Cạo cho sạch sẽ đi. Để cho vợ tin tưởng. Dạ. Đúng rồi, cái đó là chính xác. Nha. Dạ. Nhưng mà tôi nói với mấy chú lần này là cuối cùng, nếu mà con vợ về là con phải hứa là không bao giờ tái phạm lần nữa. Nếu mà tái phạm lần nữa đừng kêu. Đấy, chứ giờ nó dặn chú biết không, nó điện nó nói mẹ ơi bây giờ bụng mẹ đi, anh bé tự dặn con về. Về bây giờ nó giết tôi mà vừa bụng bà không? Bà thương ghẻ, bà đâu thương con. Là con gái của nó. Con gái đó, tôi mới la, tôi nói mẹ sao bé nó con có gì đâu mẹ. Thì thôi biết nói sao giờ không bên nay á. Thấy chưa? Tôi em con là, tôi mà tôi còn em làm cái này là khổ người mẹ vợ. Khổ tôi luôn chứ em phải. Vì hỏi. Sao một bên là rể, một bên là gái? Không, cái lúc mà lần đầu lúc hai chồng thì nó không động đó. Lúc mà em sướng thì em không gọi. Em đúng không? Đúng rồi, nó không gọi một tiếng cuốc hay sao nữa. Tới chỉ có chuyện nó mới điện không. Đây giờ có chuyện này. Nó chính xác á. Giờ có chuyện này hai vợ chồng đều hành hạ. Tôi hành hạ đúng đúng rồi, không ngủ được nữa. Lẽ là bà già giờ này là ăn ngon ngủ kỹ về nhà. Ở quê đúng không? Bà già giờ này phải theo chân em. Để tìm vợ cho em gì? Em thấy chưa? Bây giờ là tôi cũng khuyên bây giờ mới có cái chú bây giờ về. Giờ chồng phù hợp đi về quê sống dạ. Giữa con hai đi học. Vì nó vậy nó có tình đầm ấm hơn đúng nữa. Rồi. Có cho con cháu đi. Đúng rồi, đã nói bữa đi về là tôi cũng khuyên vậy đó. Chưa kịp nó ngủ vợ đi ngủ khách sạn. Rồi bắt đầu vợ đi xuống chai nước đi luôn. Cái đó là vô tình mình hạ vợ mình đi nữa. Rồi nó uống nước rồi nó nhớ rồi chiều mình gà lộn với nó nữa. Chống đi luôn. À, thế là hôm bữa là tính phụ vợ đi khai trạng cho mát mẻ đúng không? Đi, không phải. Thay đổi không khí. Mà không là tại vì dọn nhà trọ qua nhiều người quá ngủ chật á. Ngủ ngoài cửa bỏ xe ngoài đâu mà không điểm thứ hai nữa là nó cự cãi rồi nhà trọ tao không đồng ý tao đuổi. Thì nó mới qua nhà tôi chú. Nhà thì con thấy đứa nào lỡ thì cũng bao bọc hết trơn á. Đồ đặt con đẻ đi ngày mai con về. Chứ không cho ngang ở đây nữa. Bị vì hai chồng gà lộn hoài á thì nhà trọ nào tao cũng không đồng ý trơn á. Tao phải đuổi mình. Đúng rồi. Ta giữ an ninh, tôi cũng nói với thằng bà, nó cũng đồng ý, hồi tối anh bé chắc mua hai vé xe đi về Trà Vinh. Thì nói vậy thôi, ở nhà đỡ mình đi chặt đi. Ủa không chịu một ai đi khách sạn đó về.
chỗ mình điền tàn nhà xong luôn. Rồi chứ, nơi đây bỏ có 2 phút mà mới chẳng dạng, 7 giờ tối 2 phút là đi rồi đó. Bỏ xuống luôn. Thế là chồng để chồng làm một mình luôn, chờ luôn. 5 giờ rồi bắt đầu xuống. Cứ làm để chờ luôn. Mẹ ơi vợ con đi nữa, tao nói vừa, cái này tại con chứ mà tại gì. Ban đầu em có nghi là nghi chắc vợ em đi rồi trong vòng 2 phút mà em chạy chứ em chạy không kịp á. Em ra. Làm sao kịp đâu. Nó trốn một trong lần mà nó đi xe cạp rồi sao biết được chú. Làm sao mà lên xe nó mất dấu rồi. Không có được, đường nào. Mất hút con mẹ luôn rồi, sao biết. Tao đưa người ta 200 ngàn cái tao lấy luôn. Tao đâu có trả mình lại, cái đó vô tình vừa trốn tốn tiền mà vừa mặc vợ. Đó tôi nói thôi con ở ngủ đây đi. Hai chồng chị hai ngủ được thì con ngủ được, thì nó thấy chị hai nó ngủ mà hàng ba đó rồi nó thấy chịu nổi muốn mát mẻ cơ mà trong này nè không muốn, chịu muốn mát mẻ cơ thay đổi không khí cơ nói mà không nghe nó không có nghe thằng này nè bây giờ này nè em không được có tính bảo thủ nữa thấy không phải nghe lời cha mẹ hoặc phải nghe những lời tham gia góp ý của mọi người mà nhiều khi tôi dặn cho nó mày lì nó con cái mày không nghe tao nói thì quá đáng chứ mày lì nhất hẳn mẹ nói gì nghe đi hồi cách về là chiến gòi là nó gòi rồi cái đầu điểm nó 1-2 giờ phía chồng con nhai sao con ngủ được thì lúc nào về là phải nhằn rồi nhằn một bữa nhai thôi mình phải gieo mà sao nhằn ở ngoài bé đó bây giờ anh nói chuyện này anh nói chuyện rất tế nhi này trước khi mà vợ mà đi làm về hoặc em cũng làm về mà hai vợ chồng bắt đầu gặp nhau mà tối hôm đấy ngủ không chịu được đúng không ngủ không được nó quạo lắm ví dụ như bây giờ trước khi mà em cũng đang có ý định trong đầu là tối này mình ăn thịt đó đúng không? Thế nhưng bây giờ em cần nhà này tối vợ sao có hứng thú gì mà ôm mẹ ấp em nữa? Về ngọt vậy đi ngọt dịu nó đi, nó cái gì nó cũng đặt cái vụ nó có sai lầm ai nó cũng mình biết lỗi với ai chồng mình. Phụ nữ dễ từ từ nó phải thông cảm, mình không cảm nó không cảm mình đó. Chồng bà họ em khó tính quá em yêu vợ. Tính khó tính quá. Giờ em thấy tính khó nó không có nghe, tức chết tôi luôn á. Rồi tới ông già vợ cũng nói tao đã tao hứa mày rồi bé mày không nghe hai chồng già đi tới bệnh viện hai bà giờ khuya cũng đi với nó đặng coi nó vô nước biển đồ con nhà mẹ với bố thôi con chết rồi thế hôm bữa là tổng cộng là đi viện uống 2 vỉ thuốc hết nhiêu tiền em rửa ruột á thở oxy hết nhiêu tao chịu bạc cái không người ta thấy nó yếu quá tao không dám xúc ruột tao chỉ vô nước biển nghe nó khỏe thôi để cho giảm nhiệt đi hả dạ may là hôm bữa em chưa đai chưa đúng rồi đó lẽ ra hôm nay là em được ăn chuối xanh rồi anh nói chuyện nghiêm túc lắm con vợ nó về thì chưa thấy tội nghiệp lắm biết sao mua tô cháo thịt bằm đem lại đút ăn cái thằng này nó mở mắt ra thấy nó mừng chết thấy cái sướng sướng thầy sướng này chú với không rồi tôi khóc lắm kỹ lắm nó mới về thì nó thôi mày thương con mày không mày thương không chồng mày nó khóc bao nhiêu tao khóc nhiều mày nghĩ sao nghe mày hát mà cũng về rửa đầu về cái đầu vai chồng đục của nó đỡ thừa mà nói, mẹ thấy không tôi chết vừa bụng mẹ đi rồi đó mà nói chứ thằng này nó đâu quýnh một hai bạc bài vậy làm gì mà nó giết tại nó muốn khét vô nó muốn đi rửa không tôi muốn bên con tôi đâu cái nào là tôi nói ngay dạ, đúng rồi. Nó bây giờ nó đang đặt cái vụ nó không có đi nữa nó buồn bực này về chồng mình đối xử một đêm nào cũng tới phi cũng không có được thì bắt buộc thành ra nó đau cái đầu nó đúng rồi thành ra nó suy nghĩ âm tử không có được đàng hoàng nó dặn mà là thôi chiều nó về mà dặn chứ rồi 5-6 ngày rồi về bắt đầu tiếp tục ở 9 ngày để nhằn 9 ngày sao chưa nổi nó cũng nghe một lần này đó mẹ nói rồi đó lần này cố gắng đi rồi bắt đầu là im đi bắt đầu về sống giờ về là dì giết Trà Vinh luôn cho con mình nó đi học thật khó thật này khó rồi cái này em khó tính quá hay cần nhặt nữa dạ không phải anh không có đâu vì cái lần thứ hai đi về em mới hỏi em mà em mới cần nhặt thôi lúc trước anh đâu có cần lúc trước nó không cần nhặt lần thứ hai này nè về là em mới cần nhặt em mới hỏi thôi cái lần thứ hai này nó cần nhặt cái nào nó cái này lần trước thì nó đi tự nhiên cái nó dặn cái đi mua bánh mì cái đi luôn lần trước là đi 6 ngày ha dạ có là đi thì đi nhiều lần rồi dạ. Nhưng lần trước là đi lâu nhất dạ đúng rồi còn lần này là mất tích mất dấu luôn à dạ mới đi 2 ngày nay nữa giờ còn nhớ vợ chứ không em dạ nhớ vợ đêm nào đó tôi nói chú lại nhà chồng tôi không ngủ được mấy này em ăn uống nhiều dạ. Không ăn luôn tôi thật luôn à dạ, hôm qua mẹ nấu cho con miếng nửa cái mì nấu nó đập ăn một gói còn 2 đũa là nghỉ ăn được tối không ôi, sao lại có người chỉ là cho nó trà ra trà đường giờ này bây giờ anh biết anh có lỗi rồi không nó mà nó về là thằng này nó ăn được tôi ý bao nhiêu lần rồi cho anh xin lỗi em đi em ơi đi về đi cũng vì hai đứa con thương hai con đi nó về vì con đi em ơi cho nó cơ hội lần này nữa đi cơ hội một lần nữa em đi về với anh em ơi khổ lắm không ai biết đâu trời ơi khổ dữ dằn khổ gì nhỏ này cũng khổ ai cô bây giờ này cuối video này bây giờ cái cuộc trò chuyện này cũng gần 30 phút dạ
cô điều nào cô muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này thì hy vọng con gái cô xem được và con gái cô suy nghĩ lại, con gái cô sẽ quay trở về với gia đình. Dạ mời cô. Nên tôi nói ha. Dạ. Dạ. Bây giờ là tôi mong muốn nhờ mấy chú chỉ giờ kia là cho con gái tôi nó về, đó là con Nga đó, nó về sống với chồng con nó là nhiêu nó đủ rồi, với hai nữa là để con nó tôi nghẹt. Cái chú tôi thấy con nó tôi bấm lòng đâu ai đứa đi ạ. Hai đứa con em học với quê điện đi mà nó gặp phải tội nghiệp đó, không có đi học mà nó nghỉ học luôn. Hai đứa nó đi mà điện cóc nó mẹ có mẹ cũng chết. Giờ anh thương em lắm, anh đi về đi em. Dạ, cộng đồng bạn với chú. Anh không có nói chuyện cô gái với em. Chị kêu nhỏ gái tôi đi về đi. Giờ anh sống mà. Đi về quê. Anh sống mà không có em á. Cũng như là anh chết con chết đầu chết mòn. Anh đau đớn, anh em đâu có biết gì không hết. Anh giờ đau đớn rồi em. Tôi khổ gì. Đau đớn khó chịu, anh thật chết một cái mòn. Hai đứa cháu gấp bao nhiêu, tôi gấp bao nhiêu. Bây giờ mà không có em. Nó điện đi mà không phải em. Anh chết mòn, anh đau. Mẹ không về là cũng chết. Anh đi về đi em ơi, cho chồng anh ngoại mà nói đứt ruột. Thường quá. Hai đứa chồng ngoại dễ thương lắm. Và cho nên tôi có bỏ anh được. Nhớ em nữa. Đi về hai cho chồng nhớ làm đi, lo cho con học em ơi. Bây giờ đi về quê, làm đi. Có cháu có gào ra bây giờ thành phố, giờ con về nó nghỉ mày bạc. Về quê sống với chồng rồi xong. Anh bây giờ anh trên phố giờ vậy bây giờ nghĩ ghen rồi em nhiều lắm chú rồi cả bản thân của anh thôi về về quê sống đi. Nhưng mà em nghe được cái lời này anh nói là sự nó đi đâu á tôi không biết, đi biết mẹ mày đi với con đi mày giúp con đi anh khóc gì em anh thương gì ông nghe ông bố nó nói bà đi xa bà ngồi nổi không thôi kệ đi với con đi chứ sao giờ chứ không thể bỏ nó bây giờ thế này cô nhé. Ừ thì tôi khổ lắm chú ơi. Bây giờ thì thực sự cái câu chuyện mà để tìm con ấy thì con đã từng nghe rồi. Dạ. Cái cuộc chia sẻ của cô là người mẹ vợ và con rể thực sự là câu chuyện rất nghẹn lòng, rất thương. Bởi vì hiện nay thì nó rất khó. Nó khó là con rể thì yêu vợ nhưng mà nói chuyện thì không được ngọt ngào. Đúng rồi. Thường hay loan la dày. Mà con gái thì để ưa ngọt. Nó phải ngọt á. Đó. Thế mà bỏ nhau. Nhưng mà bỏ nhau thì chồng lại không bỏ được. Đúng rồi, nhỏ này nó bỏ nó không bỏ đâu. Đấy. Nhưng mà con gái nó dặn nó đi thời gian cho thằng này biết. Nhưng mà đi càng ngày thì này, thằng này càng chết á. Người tôi cũng chết theo luôn á. Vì nó ở bên đây nó khóc nó lóc rồi mình đâu uống được đâu. Rồi già nó hao mòn sức khỏe nè. Chứ phải sang mấy tuổi chứ mới còn nhỏ hả chú. Nó út thể nó còn nhỏ mấy đứa kia nó đâu có làm khổ mình đâu. Còn nó đó. Lúc sướng thì không gọi, không báo. Khổ cái chuyện ấy già khổ chị đó. Thôi bây giờ này nha. Thì anh em sẽ Hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để tìm được vợ cho em nhanh nhất có thể. Còn vợ chồng mình về còn duyên với nhau hay không là đúng rồi cho nó gì về đây đấy gì vợ chồng ấy còn duyên với nhau là đấy bây giờ phải về chẳng này còn là mình phải chịu ha. Mình tuyệt đối không được uống thuốc không men nữa nha. Mình nghe lo bản thân mình, nghe lo cho mình con mình hai đứa nè. Bởi vì nếu vợ không về nữa thì mình còn được có sức để nuôi con chứ. Nha được không? Nhờ mấy chú giúp tìm cho nó về lần này nữa đi. Bọn em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Nguyễn Thị Nga. Nguyễn Thị Nga ha, sinh một năm con mấy? 1993. 1993 ha. 93, năm nay 30 tuổi, 31 tuổi. 31 tuổi. Năm nay nó cũng xu lắm chú, năm nay năm tuổi nó đó. Bởi tôi đang Mỹ về quê sống đi con ơi. Thằng này á, thì tôi thình, nó cũng hai đứa không đứa nào ngoái chứ, cũng xu lắm chú. Anh nói cho bởi tôi đang Mỹ hoài vậy đó, chứ phải tôi đang Mỹ đó. Thật sự là anh thương em nhiều lắm. Nó còn ở đây càng ngày tôi càng khổ. Ở càng ngày trên này tôi càng khổ. Không có em anh sống không nổi đó. Anh sống không còn chết nữa. Thật sự câu chuyện này nó còn rất dài. Dạ. Con cũng xin chắc thay mặt đội Hiệp sĩ Bình Dương. Con xin chúc cô cũng có chúc em trai luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm được thông tin vợ của em trai ở đâu. Nếu các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng sau nếu ai phát hiện được Phan Thị Nga sinh năm 1993 đang sinh sống ở đâu và đặc biệt sống với ai thì hãy liên hệ giúp anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại là 0913785858 để các anh em tìm cách là khuyên răn để em có cơ hội quay trở về đoàn tụ cùng với chồng, với các con, với mẹ của mình. Bởi vì hiện nay thì người chồng suy sụp tinh thần là vô cùng nghiêm trọng. Người chồng theo chia sẻ như vậy là đã từng uống thuốc và vào sinh ra tử rồi, hoặc là ngáp ngáp rồi. Thế nên là thực sự câu chuyện là rất thương. Thôi cuối video này thì em cũng cố gắng nhé, giữ gìn sức khỏe để nuôi con nhé, được chưa? Dạ.
Cuối video này cho phép công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương trong suốt thời gian qua. Trong thời gian tới thì hy vọng là anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục nhận được những sự đóng góp, đồng hành, ủng hộ của các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội để giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương tiếp tục giúp đời, giúp người, đặc biệt là tìm những thiếu nữ, tìm những người con mất tích, tìm vợ, tìm chồng cho tất cả những cô chú anh chị trong thời gian tới. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.